Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt Đức Phương. Hôm nay Đức Phương xin giới thiệu một dòng két sắt Welco KCC 110 khóa điện tử chống cháy và có báo động. Két sắt bao gồm một bảng mạch điện tử rất là chắc chắn và một bộ chìa khóa bao gồm 3 chìa khóa chính, 2 chìa khóa ngắt kéo và 2 chìa khóa khẩn cấp. Một tay lắm để mở két. Két bao gồm hai bản lề lổi. Két thì vuông vắn, có bánh xe. Thân két thì có chiều cao là 63 cm, chiều ngang là 42 cm và chiều sâu của két là 51 cm. Két thắt sắt thì phù hợp dùng cho gia đình, công ty và nó là dòng cỡ nhỡ bán rất là chạy. Thì cái két sắt này thì được trang bị toàn bộ cái bề mặt ngoài là sơn tĩnh điện cao cấp, do đó là rất là bóng mịn. Đấy. Thân két thì đúc đặc 100%, thân két rất là chắc chắn, đúc đặc 100%. Để mở cái sắt thì ta làm như sau: ấn thăng 1 2 3 4, thăng. Về nội thất bên trong thì các bạn mở ra là nó là hèm tam cấp, két sắt thì cấu tạo là hèm tam cấp chống cháy. Đấy, chia làm 3 ngăn, một đợt di động và một ngăn kéo bên dưới có khóa. Cái cánh két các bạn thấy rất là dày dặn. Đấy. Toàn bộ các cái chốt khóa làm bằng inox hết. Đấy. Móc treo chìa khóa và nút ấn để được thay đổi mật khẩu. Két sắt này đẹp từ ngoài vào trong. Đấy. Tôi rất ưng là cái bên nội thất bên trong của nó thì có thể vừa giấy tờ A4. Không sợ bị quăn. Để mở két sắt Welco thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn dùng khóa điện tử, các bạn ấn mã số, ấn thăng 1 2 3 4 5 6, thăng open thì các bạn chỉ cần gạt tay gạt lên để mở két. Cái cách thứ hai là khi các bạn quên mật khẩu hoặc là két sắt bị hết pin thì các bạn làm như sau: các bạn trượt cái lắp bên tay phải ra, ở đây có 4 viên pin. Nếu hết pin thì các bạn thay pin nhé. Màn hình ở tối đi các bạn thay pin. Còn không thì có một cách nữa là các bạn mở bằng chìa khóa. Thì trên tay tôi là hai cái chìa khóa khẩn cấp. Các bạn cắm vào. Xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Và các bạn gạt tay gạt lên để mở két. Lúc này ta có thể mở két được và có thể đổi mã theo ý thích của mình nhé. Đấy là cách thứ hai. Nên các bạn cứ yên tâm là không lo là hết pin hay là quên mật khẩu gì cả. Két này cực dễ trong quá trình sử dụng. Đấy, pin thì là pin bên ngoài rồi, rất dễ sử dụng. Đấy, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn liên hệ qua website ketsatchinhhang.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Đấy. Nếu các bạn thấy nó hay, hãy like và chia sẻ cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.